Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 781, sáng lập truyền thuyết 1. Xa xa người chơi của khu 1 đều thấy mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng rung động tới tột đỉnh. Một người chơi không ngờ có thể treo đại lĩnh chủ cấp 40 lên đánh, nói ra chắc không ai tin, nhưng bọn họ lại gặp phải. Thanh Sương đội trưởng, đó là người à? Nữ mục sư tịnh lệ cấp 29 phó đội trưởng tên là Tịch Liên nhìn về phía đội trưởng Thanh Sương, không khỏi lên tiếng hỏi thanh sương là đệ nhất nhân ở khu một bọn họ kỹ xảo cao siêu thì không nói nhân mạch cực lớn trước kia còn là phong trắc giả đã kiến thức rất nhiều cao thủ ngay cả độc hành giả vô cùng hiếm thấy cũng quen biết không ít trong tất cả nơi ẩn nút có thể nói không ai có thể hiểu biết thần vực hơn thanh sương người hỏi ta á bản thân ta cũng muốn biết thanh sương cười khổ lắc đầu trong các cao thủ ta biết còn không ai có thể đạt tới trình độ như vậy chỉ là một kích của Thạch Phong, đã tạo thành hơn 3 vạn điểm thương tổn đối với đại lĩnh chủ Noa. Công kích của một người sánh bằng công kích của một đoàn trăm người, trên lệch này không phải là trên một trục ngang. Hắn tự nhận cũng là người chơi đứng trên đỉnh của thần vực. Sau khi được kiến thức lực lượng của Thạch Phong, hắn mới biết là thiên ngoại hữu thiên. Nếu chúng ta có thể đi làm quen một chút với hắn thì tốt, cao thủ như vậy, tương lai khẳng định là một trong những người nổi bật của thần vực, nếu có thể trở thành bằng hữu, sau này cũng có trợ giúp cực lớn đối với khu một chúng ta. Nữ mục sư tịch liên có chút động lòng nói. Đích xác, nếu có thể kéo được cao thủ như vậy vào nơi ẩn nút của chúng ta, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một trong những nơi ẩn nút cường đại nhất. Thanh Sương gật đầu. Khu một của bọn họ ở trong khu vực này cũng được xem như là nơi ẩn nút đỉnh cấp nhất, nhưng ra khỏi khu vực này, ở khu vực khác thì chưa chắc, người chơi hiện tại chỉ dùng hai chân để chạy, Phạm vi hành động căn bản là không vượt qua khu vực này, cho nên trao đổi giữa các khu vực rất không tiện, đợi cho tương lai có phương tiện giao thông khác. Trao đổi di chuyển sẽ tiện hơn rất nhiều, đến lúc đó người cạnh tranh cũng rất nhiều, nơi ẩn núp của bọn họ tất nhiên cũng không thể được xếp cao. Nếu có thể được cao thủ như Thạch Phong giúp đỡ một chút, tương lai địa vị của nơi ẩn núp tất nhiên sẽ đề thăng không ít. Lúc này hai bên đang đại chiến, nếu hiện tại bọn họ chạy tới khẳng định sẽ bị coi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đừng nói là không làm được bằng hữu làm kẻ địch thì là chắc chắn rồi đội trưởng hiện tại chúng ta nên làm gì là rời khỏi nơi này hay là nữ mục sư tịch liên hỏi cái này còn cần phải hỏi à một chữ chờ thanh sương nói một cách rất khẳng định cao thủ như vậy nếu không kết giao chẳng phải là rất đáng tiếc à hơn nữa hiện tại có cơ hội tốt như vậy Tuy hắn rất lợi hại, nhưng khẳng định là sử dụng một số kỹ năng bùng nổ, không thể kéo dài quá lâu, đến lúc đó khẳng định sẽ phải chạy thoát thân, chúng ta cũng có thể giúp hắn một tay, không phải vừa hay làm quen một chút à. Nữ mục sư tịch liên cũng gật đầu. Cao thủ độc hành đều rất cao ngạo, bình thường căn bản kinh thường kết giao với đám người bọn họ, muốn kéo gần quan hệ là rất không dễ dàng, nếu lúc này bỏ ra giá đắt cứu một mạng người, cho dù là cao thủ độc hành như vậy, khẳng định cũng nguyện ý kết bạn một chút lời nói của thanh sương người khác trong đoàn đội cũng rất đồng ý nhân tình của cao thủ độc hành không phải là dễ nợ như vậy đặc biệt là cao thủ độc hành như thạch phong nếu có thể khiến cao thủ như vậy nợ một cái nhân tình cho dù là khiến bọn họ tử thương một số cũng không sao cả thế là tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chỉ cần thạch phong bắt đầu chạy thoát thân bọn họ sẽ xông lên đi cứu viện cầm chân đại lĩnh chủ noa mà lúc này Thạch Phong không biết gì, đã hoàn thành chìm đắm trong một kiếm lúc trước. Đây là độ hoàn thành 100%. Thạch Phong nhìn thâm nguyên giả trong tay với vẻ không thể tin nổi, trong đầu vẫn đang nhớ lại một kiếm lúc trước. Độ hoàn thành kỹ năng 100% vẫn là hắn lần đầu đạt tới từ lúc chơi thần vực tới nay, loại cảm giác này quả thực là tuyệt không thể tả. Hiệu quả kỹ năng 220% lập tức khiến đại lĩnh chủ noa ngơ ngác. Bởi vì hiệu quả kỹ năng của diễm lôi bạo Tuy đại lĩnh chủ không chịu hiệu quả làm choáng, nhưng giảm tốc lại không chút nào, vốn tốc độ sẽ giảm đến 1 phần 6, hiện tại trực tiếp biến thành 1 phần 13, hiệu quả giảm tốc kéo dài hơn 10 giây. Cho dù là đại lĩnh chủ ở thời kỳ đỉnh phong tốc độ mà giảm đến 1 10 phần 3, cũng sẽ chậm như rùa, càng đừng nói là trải qua hai độ yếu ớt, tốc độ di chuyển và công kích không khác gì là bị đánh ngất, bất kỳ một người chơi nào cũng có thể đi trà đạp noa. Thạch Phong cũng biết đây là một cơ hội cực tốt, sau này khẳng định sẽ không có nữa. Lúc này điểm sinh mệnh của đại lĩnh chủ noa chỉ có 200, không chỉ là hai độ yếu ớt, lại ăn một cú diễm lôi bạo 100%, một điểm quan trọng nhất là trạng thái lúc này của hắn đang rất tốt. Làm thịt nó. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Thạch Phong. Vốn Thạch Phong vẫn muốn sau khi đánh lui noa, lập tức đi phá lồng phòng hộ màu xám, có điều trước mắt là cơ hội hiếm có. Một đại lĩnh chủ giả ngoại. Bình thường đồ rơi ra của quái lĩnh chủ giả ngoại đều rất kinh người, trang bị tinh kim là bình thường nhất. Nếu vận khí tốt có thể rơi ra trang bị ám kim, mà khả năng lĩnh chủ cao cấp rơi ra trang bị ám kim là rất lớn. Về phần trang bị ám kim đại lĩnh chủ tất rơi ra, khả năng không nhỏ sẽ rơi ra cả vật phẩm sử thi. Cho dù không phải vật phẩm sử thi, cũng sẽ là tài liệu phối phương giá trị tương đương. Cho dù đời trước là hy sinh mấy ngàn người, nếu có thể kích sát một con đại lĩnh chủ cùng cấp đó cũng là kiếm lời rồi, đủ để chứng tỏ giá trị của đại lĩnh chủ là khủng bố cỡ nào. Trước mắt là một con đại lĩnh chủ cấp 40 mảnh mai đang chờ hắn, sao hắn có thể thả nó? Thạch Phong không do dự, lập tức mở ra cửu đầu long trảm, huyện ảnh sát, thậm chí ngay cả kỹ năng vương bài áo nghĩa hắc hoàng một mực giữ lại cũng dùng. Vốn thời gian duy trì sau khi kiếm nhận giải phóng sẽ không dài, chỉ có 20 giây ngắn ngủi nếu trong 20 giây không thể kích sát noa, hắn cũng chỉ có thể chạy thoát thân, cho nên Thạch Phong dùng toàn bộ kỹ năng có thể sử dụng. Đối diện với 12 ảo ảnh kiếm, công kích của một phân thân và bản tôn của Thạch Phong. Noa đã bị giảm tốc độ căn bản là không có sức phản kháng. Có điều Thạch Phong vẫn chưa thỏa mãn, trực tiếp chỉ lên trời, dùng ra kỹ năng mới nhất thâm viên trớ chú của thâm viên giả, trên bầu trời bắn ra sương đen cuồn cuộn trực tiếp hạ xuống bao phủ thân thể của Noa. Trong giây lát Noa liền phát ra một tiếng kêu rên. Tuy kháng tính của đại lĩnh chủ cực cao, có điều thuộc tính vẫn giảm xuống 10%, điểm sinh mệnh lập tức giảm bớt đến 180 vạn, hơn nữa sức phòng ngự cũng giảm xuống theo không ít. 12 hư ảnh thâm nguyên giả hiện lên, không ngừng công kích noa, mỗi một đạo ảo ảnh đều có thể tạo thành hơn 1.500 điểm thương tổn, một bạo kích chính là hơn 3.000 điểm, mà xác suất bạo kích của thâm nguyên giả ngươi cao tới 50%. Chỉ là thương tổn 12 thanh ảo ảnh kiếm mang tới mỗi giây đã gần 30.000 điểm càng đừng nói là phân thân mở ra kiếm nhận giải phóng. Một kiếm tùy tiện cũng cũng có thể lấy đi hơn 3.000 điểm thương tổn, một bạo kích chính là hơn 6.000, lại thêm thương tổn của từng kỹ năng, công kích quả thực là khủng bố đến bùng nổ. Mà thương tổn của từng bạo kích nhanh chóng tích lũy tử khí đến 30 tầng, Thạch Phong cũng không ngừng sử dụng tử khí để giảm bớt thời gian cung đao của kỹ năng. Tuy tử khí chỉ có thể giảm bớt CD của kỹ năng đã từng học, có điều như vậy cũng là vô cùng đáng sợ ví dụ như kỹ năng trảm kích bậc 1, đã biến thành kỹ năng không có CD, phong lôi thiểm và diễm lôi bạo cũng ba bốn giây dùng một lần. Mỗi một kỹ năng đều có thể lấy đi 2-3 vạn điểm sinh mệnh của Noa. Hơn nữa theo thâm viên giả không ngừng tạo thành thương tổn, thương tổn cộng thêm của thuộc tính bị động cũng đề thăng theo, rất nhanh liền cộng dồn đến đề thăng 20%. Chỉ thấy 180 vạn điểm sinh mệnh đó của Noa đang giảm xuống với với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhảy một cái cũng là hai ba vạn, điểm sinh mệnh tổn thất mỗi giây đạt tới hơn 8-9 vạn. Chỉ 10 giây trôi qua, điểm sinh mệnh của Noa đã giảm đến dưới 100 vạn. Mà thời gian bùng nổ còn lại của Thạch Phong đã không nhiều lắm, lúc trước va chạm một lần, tiêu tốn thời gian gần một giây, dưới bùng nổ lại là 10 giây, thời gian còn lại không đến 9 giây. Chỉ cần đợt bùng nổ này của hắn kết thúc, cho dù Noa chỉ còn lại mấy vạn điểm sinh mệnh cũng có thể thoải mái kích sát hắn, bởi vì lực phản vệ của kiếm nhận giải phóng quá lợi hại, thuộc tính trực tiếp giảm xuống 80%, ngay cả người chơi bình thường cũng không bằng. Liều mạng Thạch Phong nghiến nghiến răng, hiện tại hắn là đang chạy đua với thời gian. Lập tức đột nhiên hít sâu một hơi, dùng ra long tức. Một đạo bạch mang trực tiếp xuyên thủng đại lĩnh chủ noa, tạo thành hơn 5 vạn thương tổn bạo kích. Lập tức lại là viêm linh phong bạo. Sau khi sử dụng long chi lực và kiếm nhận giải phóng, Viêm linh phong bạo biến thành đáng sợ hơn, từng đạo hỏa long từ trên trời hạ xuống, cắn nuốt toàn bộ noa, khiến cả đại địa biến thành một mảng biển lửa, mà trên đầu noa lại bắn ra hơn 3 vạn điểm thương tổn, một bạo kích chính là hơn 6 vạn. Một mực kéo dài dây, trong lúc này Thạch Phong cũng không ngừng công kích. Cho tới khi thời gian đã qua 16 giây, noa vẫn còn 50 vạn điểm sinh mệnh. Một kích cuối cùng, hỏa diễm bạo liệt. Thạch Phong hét lớn một tiếng, thâm nguyên giả biến thành một mặt trời nhỏ. Mà lúc này phân thân cũng dùng ra hỏa diễm bạo liệt. Lập tức thạch phong mở ra thần ân thiên tứ, cả người tỏa ra vần sáng màu vàng, dùng ra hỏa diễm bạo liệt về phía Noa. Bản tôn và phân thân tổng cộng là 24 kiếm, kiếm nào cũng đều nhắm vào nhược điểm của noa. Đại lĩnh chủ noa cũng biết đây là thời khắc sống chết, hai mắt lập tức đỏ rực, không ngờ trong nháy mắt thoát khỏi hiệu quả giảm tốc, chém ra đao ảnh đầy trời về phía thạch phong mỗi một đạo đao ảnh đen xì dường như đều có thể cắt đứt không gian. Đây cũng là cấm kỹ bậc hai mà Noa có thể dùng ra, tử vong tán lễ, một chiêu này là kỹ năng lĩnh vực, kỹ năng có thể tạo thành thương tổn khủng bố cho kẻ địch trong phạm vi nhất định. Dưới một chiêu, trong 50 mét xung quanh đại lĩnh chủ Noa biến thành một mảng tĩnh mịch, khắp nơi đều là ác quỷ oán linh du đảm. từng đạo đao ảnh màu đen tùy ý di động, chạm nào đâu nơi đó đều hóa thành đất cát. Đây rốt cuộc là chiến đấu gì vậy? Nữ mục sư tịch liên nhìn thấy cảnh tượng ở xa xa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Một phương giống như một mặt trời, một phương giống như mặt thế hàng lâm. Hai bên va chạm với nhau, quả thực là hủy thiên diệt địa. Nếu là đám người bọn họ, sợ rằng trong nháy mắt đã bị làm thịt, ngay cả cặn cũng không còn. Chết! Lúc này Thạch Phong cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xông vào trong lĩnh vực tử vong tán lễ. Lúc này nếu không liều, thời gian vừa đến cho dù hắn muốn liều cũng không lại được đại lĩnh chủ noa. Nhị thập tứ liên sát. Từng mặt trời nhỏ lao vào trong tử vong tán lễ u ám. Mỗi một kích của bản tôn đều có hơn hai vạn điểm thương tổn, bạo kích chính là bốn vạn, phân thân cũng bạo một kích cũng có hơn vạn thương tổn, bạo kích thì hai vạn. Trong nháy mắt 24 đạo kiếm mang vô cùng chói mắt chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. 50 vạn điểm sinh mệnh còn sót lại của Noa cũng trực tiếp về không, ngã xuống đất trong ánh mắt đầy không cam lòng. Có điều bản thân Thạch Phong cũng ngồi quỳ dưới đất, điểm sinh mệnh còn sót lại không đến 500, sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới đều chảy máu, giống như từ trong hồ máu đi ra vậy. Thắng rồi. Đám người thanh sương ở xa xa chờ cơ hội đều mở to hai mắt, không thể tin được đây là sự thật. Một con đại lĩnh chủ cấp 40, không ngờ lại bị một người công chiếm. Tuy trước kia cũng từng lúc quái vật trấn thủ bản đồ mới bị người chơi độc hành đánh bại, nhưng đây đã là quá khứ, quái vật mạnh nhất phải đối phó chỉ là cấp lĩnh chủ, nhưng đại lĩnh chủ thì khác, là quái vật hoàn toàn khác với lĩnh chủ. Nhất là bọn họ nhìn thấy đại chiêu tử vong tán lễ của Noa. Trong bán kính 50 mét đều hóa thành đất cát, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể sống sót. Người đó cũng quá cường hãn rồi, không ngờ có thể chống đỡ đại chiêu của đại lĩnh chủ mà vẫn sống sót sức phòng ngự và điểm sinh mệnh này rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Một thuẫn chiến sĩ cấp 29 kinh tháng nói. Lúc trước hắn chỉ là ngăn cản công kích bình thường của Noa mà thôi, mở ra tường thuẫn vẫn phải chịu hơn 4.000 điểm thương tổn, nếu không có hiệu quả giảm thương 50% của tường thuẫn, hắn cũng sẽ bị miễu sát, về phần nghề nghiệp khác lại càng không thể. Thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ này hai MT đều có thuẫn bài, thuẫn bài không chỉ đề thăng sức phòng ngự đề thăng trên diện rộng, còn có hiệu quả cộng thêm phòng ngự, cho nên mới có thể làm MT. Mà lần này Noa không phải công kích bình thường, mà là đại chiêu đoàn gì. Nhưng Thạch Phong vẫn sống sót. Điểm sinh mệnh và sức phòng ngự này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng được. Kỳ thật lúc này Thạch Phong cũng cảm thấy may mắn không thôi. Không ngờ hắn vẫn có thể sống sót. Quy lực của cấm kỹ bậc hai tử vong tán lễ không phải là trò đùa, cho dù người chơi ngang cấp, ở trong lĩnh vực cho dù là MT mở ra kỹ năng giữ mạng, dưới một chiêu này cũng không thể sống sót. Tuy Long chi lực khiến sức phòng ngự của hắn đề thăng 300%, điểm sinh mệnh đề thăng 300%, có thể dựa vào sức phòng ngự và điểm sinh mệnh siêu cường đỡ công kích của đại lĩnh chủ, nhưng uy lực của cấm kỹ bậc 2 có thể so với kỹ năng bậc 3, miễu sát nghề nghiệp bậc 1 là rất dễ dàng, cho dù nghề nghiệp bậc 2 không chết cũng tàn. Chỉ dựa vào hơn 3 vạn điểm sinh mệnh của hắn, căn bản là không đáng gì nguyên nhân duy nhất mà thạch phong nghĩ đến chỉ có một kháng phép tử vong tán lễ là công kích vật lý kèm theo ma pháp trong đó lấy thương tổn ma pháp làm chủ kháng phép cao của hắn đã ngăn cản rất nhiều thương tổn ma pháp bởi vậy mới có thể sống sót thanh sương đội trưởng chúng ta còn tới đó không nữ mục sư tịch liên cả nửa ngày sau mới hỏi có đương nhiên là có rồi hắn có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy chúng ta lại là người chứng kiến truyền kỳ sao có thể không đi chúc mừng một chút lúc này khi thanh sương lại nhìn thạch phong trong ánh mắt lờ mờ có một tia kính sợ đại lĩnh chủ đối với bọn họ mà nói là núi lớn căn bản không thể vượt qua đừng nói là bọn họ cho dù toàn bộ thần vực đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói có ai vượt qua được ngọn núi lớn này nhưng nam tử trước mắt lại có thể thoải mái vượt qua hoàn thành kỳ tích cho đến hiện tại vẫn chưa có ai hoàn thành mà ở bên kia thạch phong cũng không rảnh rỗi sau khi kích sát noa Cấp bậc của Thạch Phong lập tức đề thăng một cấp, lên tới cấp 33, lập tức khiến trạng thái khôi phục không ít, ngay sau đó Thạch Phong liền chém ra mấy kiếm về phía lồng phòng hộ màu xám. Lúc này, hiệu quả của kiếm nhận giải phóng vẫn còn, chính là thời khắc tốt nhất để đánh nát lồng phòng hộ. Lúc trước lồng phòng hộ màu xám chính là miễn cưỡng mới có thể chống đỡ được công kích của Thạch Phong, hiện tại chỉ mấy kiếm, trong nháy mắt kiếm mang màu bạc chạm vào lồng phòng hộ màu xám, giống như khí cầu đang phình to bị kim đâm vậy trầm một tiếng vỡ tan. Thạch Phong tung người nhảy lên, lấy xuống đá phiến màu đen trên cửa đá. Cuối cùng cũng tới tay rồi. Thạch Phong nhìn Hắc Ám Chi Chương ma khí cuồn cuộn. Hắc Ám Chi Chương, vật phẩm ám kim, bên trong tràn ngập năng lượng linh hồn, người có thể cầm nó giao cho người trông coi trong nơi ẩn núp, có thể tăng cường lực lượng cho nơi ẩn núp, mở ra một bộ phận năng lực của Hắc Ám Chi Chương. Sau đó Thạch Phong hài lòng cất Hắc Ám Chi Chương vào trong ba lô lấy được hắc ám chi chương, hắn cũng coi như là đại công cáo thành, việc còn lại chính là thu vật phẩm rơi ra từ đại lĩnh chủ noa. Thạch Phong vừa đi đến phía sau đại lĩnh chủ noa, thời hạn của kiếm nhận giải phóng cũng hết, đột nhiên lực lượng toàn thân bị rút sạch, dưới chân cũng biến thành trở nên phù phiếm, thuộc tính điên cùng giảm xuống 80%, ngay cả người chơi bình thường cũng không bằng. Di chứng của lần bùng nổ thứ hai đúng là nghiêm trọng, ngay cả tinh thần lực của ta cũng tiêu hao hết, Thạch Phong lập tức cảm thấy một cổ cảm giác mệt mỏi ập tới, hận không thể nằm xuống ngủ một giấc. Nếu không phải đồ rơi ra của đại lĩnh chủ đang dụ hoặc hắn, hiện tại hắn đã ập lai nghỉ ngơi rồi. Thân thể của đại lĩnh chủ noa to bằng nhà hai tầng. Sau khi Thạch Phong sử dụng thần ân thiên tứ kích sát xong, không xuất hiện tình cảnh đại bạo như trong tưởng tượng, khắp nơi đều là vật phẩm phân tán, chỉ có sáu vật phẩm rơi ra bên cạnh noa, ngoài ra không còn thứ khác. Chẳng lẽ quái vật của hắc ám động cuộc đều keo kiệt như vậy? Thạch Phong khẽ nhíu mày. Nếu là ở bên ngoài Hắc Ám Động Quật, một con đại lĩnh chủ tử vong, vậy ít nhất cũng rơi ra 10 kiện trở lên, có cơ hội không nhỏ là rơi ra vật phẩm sử thi. Tuy Thạch Phong không hy vọng thần ân thiên tứ có thể khiến một con đại lĩnh chủ đại bạo, nhưng cũng không đến nỗi keo kiệt như vậy chứ, chỉ rơi ra 6 kiện vật phẩm. Thạch Phong lập tức thu hồi từng kiện vật phẩm rơi ra. Càng thu hồi, tâm Thạch Phong càng lạnh toát. Hắn vất vả lắm tìm được loại cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa này để kích sát đại lĩnh chủ, kết quả lại cho hắn thế này. Tổng cộng nhặt được 3 kiện vật phẩm, 3 kiện vật phẩm đều là trang bị ám kim cấp 40, không có một thanh vũ khí nào thì không nói, ngay cả 6 trang cũng không phải. Khi Thạch Phong nhặt đến vật phẩm thứ 5, cả người lập tức sửng sốt. Bản thiết kế ma pháp truyền tống trận. Sau khi Thạch Phong nhìn thấy thứ này, tóc gáy đều dựng đứng lên, giống như nhìn thấy núi vàng biển bạc. Ma pháp truyền tống trận đối với người chơi trong hắc ám động quật là rất xa lạ, bởi vì bọn họ đều dùng hai chân để chạy, nhưng đối với người chơi ngoài hắc ám động quật mà nói, đó chính là thứ vô cùng thường thấy. Bởi vì người chơi muốn tới giả ngoại giết quái, bản đồ giết quái quá xa, nếu có thể sử dụng ma pháp truyền tống trận thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường. Có điều ma pháp truyền tống trận không phải có thể truyền tống đến mỗi một địa khu của thần vực. Đại bộ phận khu vực của thần vực đều không có ma pháp truyền tống trận, bình thường người chơi chỉ có thể truyền tống tới bản đồ gần nhất rồi đi tiếp, cho dù như vậy vẫn tiêu tốn không ít thời gian. Mà bản thiết kế ma pháp truyền tống trận lại có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần bỏ ra công sức thành lập một tòa ma pháp truyền tống trận ở nơi đánh quái vật thăng cấp, người chơi có thể lập tức truyền tống tới chỗ đó. Đương nhiên loại truyền tống này là truyền tống một đối một, không giống như là ma pháp truyền tống trận ở chỗ đại sảnh truyền tống có thể tùy tiện tới các thành thị lớn, ma pháp truyền tống trận chế tạo ra chỉ có thể truyền tống qua lại giữa hai nơi, trên hiệu quả thì kém hơn rất nhiều, có điều cho dù là như vậy, cũng là thứ mà các công hội hằng ao ước. Chỉ là ma pháp truyền tống trận nhanh và tiện chung không phải dễ thu hoạch. Bình thường chỉ có quái vật cấp đại lĩnh chủ trở lên mới có khả năng rơi ra, hơn nữa là thấp tới kinh người, cho dù kích sát 100 con đại lĩnh chủ, cũng chưa chắc đã có thể rơi ra một cái. Trên thị trường một bản thiết kế ma pháp truyền tống trận còn đắt hơn 10 vật phẩm sử thi, gần với giá của vật phẩm cấp truyền thuyết, có điều tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, loại vật phẩm cấp chiến lược này, đừng nói là 10 kiện vật phẩm sử thi, cho dù 20 kiện 30 kiện cũng sẽ không đi đổi. Vật phẩm sử thi căn cứ vào cấp bậc cuối cùng sẽ có lúc phải đào thải, nhưng bản thiết kế ma pháp truyền tống trận thì lại không, cho dù là 10 năm sau cũng vẫn vô cùng đáng giá, chính là bảo đảm giá trị tiền hơn bất kỳ vật phẩm nào không uổng công ta hao hết tâm lực kích sát một con đại lĩnh chủ. Thạch Phong thu hồi bản thiết kế ma pháp truyền tống trận, trong lòng thổn thức không thôi. Chỉ một bản thiết kế ma pháp truyền tống trận này, đã đáng với tất cả nỗ lực, không đến hắc ám động cuộc một chuyến vô ích. Trang bị sử thi có thể đề thăng chiến lực của một người chơi, nhưng một bản thiết kế ma pháp truyền tống trận lại có thể khiến một công hội có được đề thăng chỉnh thể. Theo cấp bậc của người chơi càng cao, bản đồ thăng cấp phải đi lại càng xa. Hiện tại người chơi tới bản đồ khoảng cấp 30 để thăng cấp, vẫn có thể dùng ma pháp truyền tống trận trong thành thị để đỡ phải đi đường xa, nhưng khu vực thăng cấp từ cấp 35 trở lên, cơ hồ là không có ma pháp trận trực tiếp truyền tống tới, vẫn phải đi qua khu vực của một bản đồ mới được. Cho dù người chơi không nghỉ ngơi, không gặp phải bất kỳ quái vật nào, với cấp bậc hiện tại muốn vượt qua một khu vực, ít nhất cũng phải mất tiếng trở lên, hơn nữa càng là bản đồ cao cấp có phong phú tài nguyên, thời gian đi đường lại càng dài cho nên sau khi người chơi đến cấp 35 đi thăng cấp, 2-3 ngày không về thành là chuyện rất bình thường, sở dĩ 2-3 ngày mới về một chuyến, hoàn toàn là vì đã dùng hết tiêu hao phẩm hoặc là trang bị cần sửa chữa, bình thường đều phải sinh hoạt 4-5 ngày ở giả ngoại. Nếu có ma pháp truyền tống trận, người chơi trong công hội có thể trực tiếp qua lại trong ngày, bớt đi rất nhiều thời gian đi đường thì không nói, còn không cần thấp tha thấp thỏm vào ban đêm, trong nháy mắt có thể kéo giãn trên lệch thành viên giữa các công hội sau đó thạch phong lại nhặt lên vật phẩm rơi ra cuối cùng vật phẩm rơi ra này là một cái còi màu vàng thẩm tiếu còn khắc rất nhiều ma văn phức tạp tọa kỵ sau khi thạch phong nhìn thấy cái còi này không khỏi lại sửng sốt tọa kỵ là công cụ thay cho đi bộ trong thần vực dẫu sao thần vực là rất rộng đi đường rất khó khăn hơn nữa còn sẽ làm tiêu hao thể lực của người chơi bởi vậy tọa kỵ cũng ứng vận mà sinh không phải thạch phong chưa từng thấy tọa kỵ đời trước hắn chính là hội trưởng của công hội nhị lưu trong tay cũng có tọa kỵ có điều tọa kỵ trong tay lại khác không phải tọa kỵ bình thường mà là tọa kỵ ám kim ở trong thần vực tọa kỵ chia làm rất nhiều loại cũng giống như trang bị chia làm bình thường thanh đồng thanh đồng huyền thiết bí ngân tinh kim ám kim sử thi thậm chí là truyền thuyết tọa kỵ phẩm chất khác nhau năng lực cũng khác nhau tọa kỵ bình thường chỉ có thể dùng để thay cho đi bộ tốc độ di chuyển đề thăng 100%, cũng chính là hai tiếng lộ trình, một giờ có thể chạy qua, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chỉ cần người chơi đến cấp bậc đều có thể vào trong thành thị để mua, là tọa kỵ rất bình thường. Tọa kỵ cấp thanh đồng là tương đối hiếm thấy, không chỉ có thể thay cho đi bộ, còn có năng lực công kích nhất định, hơn nữa tốc độ di chuyển là đề thăng 120%, loại tọa kỵ này không thể mua được trong thành thị, chỉ có làm một số nhiệm vụ cao cấp hiếm có, hạ phó bản đoàn đội cỡ lớn, hoặc là khi uy tín của thế lực nào đó đạt tới trình độ nhất định mới có thể có được loại tọa kỵ này, người chơi bình thường cơ hồ là rất khó có được. Tọa kỵ cấp huyền thiết ngoài trên năng lực công kích có tăng cường trên diện rộng ra, còn có mang theo năng lực không gian nhất định, tương đương với một ba lô di động của người chơi, tốc độ di chuyển chừng 150%, loại tọa kỵ này chỉ có ở nhiệm vụ siêu hiếm có mới xuất hiện, ngoài ra chính là hạ phó bản toàn đội cỡ lớn mới có xác suất rơi ra tọa kỵ cấp bí ngân vô cùng hiếm thấy, không chỉ là năng lực công kích rất mạnh, còn có một số kỹ năng đặc thù có thể phụ trợ người chơi, đồ có thể gửi cũng rất nhiều, tốc độ di chuyển lại là 180%, trình độ hiếm có thậm chí là cao hơn cả mấy kiện vật phẩm cấp ám kim. Tọa kỵ cấp tinh kim là vô cùng hiếm có, cơ hội hội trưởng của một công hội lớn cũng chưa chắc đã có thể kiếm được tới tay, thực lực của bản thân không thua gì một con tinh anh đặc thù ngang cấp, tốc độ di chuyển lại là 220%, trình độ hiếm có không thua gì hai ba kiện vật phẩm cấp sử thi. Tọa kỵ cấp ám kim càng trâu hơn, bản thân tương đương với một con quái đầu lĩnh ngang cấp, cộng thêm một số kỹ năng đặc thù, còn mạnh hơn quái đầu lĩnh một bậc, tốc độ di chuyển 280%, tốc độ đó quả thực là nhanh như gió. Đời trước tọa kỵ tốt nhất mà Thạch Phong có được chỉ là tọa kỵ cấp tinh kim. Không ngờ kích sát một con đại lĩnh chủ, không ngờ có thể rơi ra một tọa kỵ cấp ám kim, vận khí này quả thực là nghịch thiên. Tọa kỵ cấp ám kim, cho dù kích sát đại lĩnh chủ cao cấp, hy vọng rơi ra cũng là cực thấp, cơ hồ gần như bằng không, chắc là vật phẩm thưởng của hệ thống cho kích sát con đại lĩnh chủ trấn thủ này. Thạch Phong nhìn cái còi màu vàng thẫm trong tay, vô cùng thích thú. Ở trong thần vực, người chơi chỉ cần lên tới cấp 40 mới có thể đi mua tọa kỵ và tọa kỵ, vốn hắn còn chuẩn bị trước cấp 40 sẽ đi làm một số nhiệm vụ siêu hiếm có, kiếm một con tọa kỵ cấp huyền thiết, hiện tại thì không cần rồi. 280% tốc độ di chuyển, còn nhanh hơn là hắn mở ra ngự không phi hành. Ngự không phi hành còn có hạn chế thời gian, mà tọa kỵ cấp ám kim thì lại không, cộng thêm chiến lực cường đại và kỹ năng đặc thù, sinh tồn ở giả ngoại là hữu dụng hơn cả một kiện đạo cụ cấp sử thi. Đáng tiếc, ta muốn lên tới cấp 40 vẫn cần một đoạn thời gian rất dài, bằng không cũng có thể bồi dưỡng nó sớm một chút rồi. Thạch Phong nghĩ đến sự lợi hại của tọa kỵ cấp ám kim, trong lòng không khỏi cảm thấy chờ mong. Tọa kỵ của thần vực không phải là nhất thành bất biến, trải qua bồi dưỡng là có thể trở nên mạnh hơn, nhất là đề thăng chiến lực, chiến lực lúc ban đầu của tọa kỵ cấp thanh đồng và cấp huyền thiết là cùng cấp bậc với trình độ quái bình thường, nhưng nếu bồi dưỡng chu đáo, chưa chắc đã không thể đạt tới trình độ tinh anh và tinh anh đặc thù. Càng đừng nói là tọa kỵ cấp ám kim, sinh ra chính là trình độ đầu lĩnh, trải qua bồi dưỡng thành cấp lĩnh chủ cũng không có vấn đề trở thành lĩnh chủ cao cấp cũng chưa chắc đã không thể. Đời trước Thạch Phong đã từng thấy qua không ít đại thiếu gia nhà giàu và cao tầng của công hội nhất lưu cưỡi tọa kỵ cấp lĩnh chủ đi trên đường, so với xe đua cao cấp trong thực tại thì không biết trâu bò hơn bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu mỹ nữ đều sẽ đi lên bắt chuyện, muốn thể nghiệm một chút quái lĩnh chủ cưỡi quái lĩnh chủ. Quái lĩnh chủ đều là bóp trong phó bản đoàn đội 20 người, có thể cưỡi bóp khắp nơi chạy, lực chấn nhiếp đó là không cần nghĩ cũng biết trước mắt Thạch Phong có được tọa kỵ cấp ám kim, nếu có thể bồi dưỡng rất nhanh thành một con lĩnh chủ cao cấp, vậy sẽ có đề thăng cực lớn đối với chiến lực của hắn. Ngay khi Thạch Phong vừa thu hồi cái còi của tọa kỵ cấp ám kim, chuẩn bị xoay người rời khỏi, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống thông báo, hệ thống cơ sở dữ liệu thăng cấp, tất cả người chơi còn 10 phút để upline, thời gian thăng cấp hệ thống dự tính là 10 tiếng, đến lúc đó sẽ mở ra chương mới của thần vực, xin người chơi chờ đợi sao nhanh như vậy đã mở ra lần tiến hóa thứ ba rồi thạch phong lập tức nghẹn lời không phải ngươi chơi công chiếm phó bản đoàn đội trăm người mới mở ra à chẳng lẽ đã có đoàn đội công chiếm được phó bản trăm người đời trước lần tiến hóa thứ ba của thần vực có thể nói là một trong những tiến hóa ảnh hưởng tới thần vực lớn nhất cho nên thạch phong một mực không vội đi công chiếm phó bản đoàn đội trăm người thứ nhất là vì thực lực không đủ Thứ hai là vì sức ảnh hưởng của lần tiến hóa thứ ba quá to lớn, vẫn không phải là hắn hiện tại có thể điều khiển. Không đúng, hiện tại không thể có đoàn đội có thể công chiếm phó bản trăm người, phó bản đoàn đội trăm người, tiền đề ít nhất cũng là cấp bậc của toàn bộ người chơi đạt tới 30, đều là nghề nghiệp bậc 1, đồng thời cũng có chiến lược bậc một đỉnh phong, có điều cho dù như vậy xác suất có thể công chiếm thành công cũng sẽ không vượt quá hai thành. Ít nhất phải gom đủ 6 trang các nghề nghiệp lớn cho phó bản đoàn đội 50 người, mới có ba bốn thành xác suất thành công. Thạch Phong lại lắc đầu, lập tức phủ định khả năng có đoàn đội công chiếm qua. Trước mắt các công hội lớn đều đang khai hoang phó bản đoàn đội 50 người, sao lại có năng lực đi công chiếm phó bản đoàn đội trăm người. Nhưng không thể không nói, lần tiến hóa hệ thống này đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Không biết trong đoạn thời gian này ưu út phi tiếu chuẩn bị thế nào rồi, hy vọng có thể mua được đủ nhiều ma thủy tinh. Thạch Phong dây dây tráng, có chút tiếc núi này. Chủ thần hệ thống tiến hóa lần thứ ba, không chỉ có nghĩa là thế giới thần vực này hoàn thiện và chân thật hơn. Cũng có nghĩa là mở ra một cánh cửa lớn mới. Sẽ đưa thần vực lên một núi cao mới. Không chỉ khiến ma thủy tinh không được trọng dụng đột nhiên biến thành nhu cầu cấp bách, ngay cả thế giới hiện thực cũng sẽ phát sinh rất nhiều thay đổi. Vốn thay đổi này ít nhiều còn phải chờ hơn 10 ngày nữa. Thay đổi lớn nhất chính là thời đại toàn dân tập thể hình, biến thành thời đại thần vực. Vốn độ hoàn thành kỹ năng chính là một dấu hiệu phân chia cao thủ, mọi người cũng chỉ có một sự phân chia đại khái, như độ hoàn thành 60% chỉ là người chơi cơ bản, mà độ hoàn thành 70% chính là cao thủ, nhưng cao bao nhiêu, cao tới đâu thì mọi người không có nhận thức rõ ràng, mà sau lần tiến hóa thứ ba, dấu hiệu này lập tức đã được cụ thể hóa và rõ ràng hóa. Chiến đấu giữa người chơi, độ hoàn thành kỹ năng sẽ trở nên càng lúc càng quan trọng, mà chiến đấu cũng càng lúc càng nhiều nguyên hóa, giả ngoại chiến, sinh tồn chiến vân vân, người chơi theo đuổi kích thích và cực hạn đều sẽ không bỏ lỡ, khi mọi người nhìn thấy một thế giới chân thật hoàn toàn khác với thực tại. Những chiến đấu này cũng sẽ đặc sắc hơn đại hội cách đấu trong thực tại nhiều. Giống như sinh tồn chiến người thật khiến thế giới chấn động vào mấy chục năm trước. Một số thế lực lớn trong thực tại để thỏa mãn nhân sĩ đỉnh cấp của thế giới, chuyên môn âm thầm kiếm một số tử tù khiến những tử tù này tiến hành chiến đấu trong khu vực riêng, mà người giành được chiến thắng cuối cùng không chỉ có thể đạt được tự do, đồng thời còn có thể có được một khoản điểm tín dụng lớn. Cuối cùng diễn biến đến rất nhiều thế lực lớn đều lén lút bồi dưỡng cao thủ ám sát, tiến hành sinh tồn chiến. Tuy hiện tại đã bị cấm ở bên ngoài, nhưng trong bóng tối vẫn tồn tại chuyện như vậy. Mà sau khi thần vực tiến hóa lần thứ ba sẽ như vậy thi đấu thể thao tương tự như vậy, lập tức được một đống người theo đuổi, Ngoài ra bởi vì hệ thống cách đấu hoàn thiện triệt để, đại hội cách đấu lưu hành nhất trước kia cũng bị thay thế triệt để, toàn bộ đều được tiến hành trong thần vực, không chỉ không có bất kỳ nguy hiểm gì, còn có thể khiến thực lực của người cách đấu tiến thêm một bước. Ngoài ra còn có rất nhiều người tàn tật trong hiện thực đều có thể có được thân thể hoàn chỉnh ở trong thần vực, bất kể là mù lòa, biết đặt hay là thiếu tay thiếu chân, chỉ cần không phải não tàn và ngu ngốc, cũng sẽ có thể trở thành một cao thủ thần vực. Bởi vì có thay đổi như vậy, toàn bộ thế giới triệt để tiến vào thời đại thần vực. Về phần làm thế nào để trở thành cao thủ thần vực, chủ thần hệ thống cũng đưa ra đáp án cụ thể, đó chính là độ hoàn thành kỹ năng. Làm thế nào để đề thăng độ hoàn thành kỹ năng? Chỉ dựa vào tự mình cắm đầu đi luyện thì tuyệt đối không thể có đề thăng lớn, biện pháp đơn giản nhất chính là trước tiên đề thăng sự nắm giữ đối với thân thể bản thân, ví dụ như lực công kích, lực công kích của người thường có biên độ rất lớn quyền thứ nhất có thể đạt được 50 kg, quyền thứ hai chính là 70 kg. Mà giao thủ với người khác thì biến hóa này sẽ lớn hơn, mà người từng trải qua huấn luyện, giao thủ với người khác, lực đạo ra quyền cơ hồ không thay đổi, vô cùng ổn định, lực đạo ổn định sẽ không khiến thân thể bởi vì lực đạo quá lớn hoặc là quá nhỏ mà xuất hiện động tác biến dạng, khiến bản thân bại lộ nhược điểm. Trong đó cao thủ thậm chí có thể đánh ra 90 kg lực đạo sức nắm giữ đối với bản thân có thể nói là lô hỏa thuần thanh sử dụng kỹ năng có yêu cầu rất cao đối với động tác thân thể cho nên loại huấn luyện này là ắt không thể thiếu bởi vậy có nhiều người hơn bắt đầu học tập võ thuật bắt đầu học tập cách nắm giữ thân thể lập tức khiến võ quán và trung tâm thể hình bùng nổ vốn thạch phong đang nghe truyện trên tv audio cv vẫn muốn biến sân huấn luyện của mình thành hoàn thiện hơn một chút âm thầm bồi dưỡng ra nhiều cao thủ thần vực hơn hiện tại sau lần tiến hóa thứ ba thế lực và công hội khác khẳng định sẽ ngay lập tức chú ý tới điểm này chuyển hướng trọng tâm phát triển sang võ quán và trung tâm thể hình bản thân những thế lực lớn và công hội nhất lưu này đã có sân huấn luyện hoàn thiện có điều đây chỉ là cơ bản duy trì sức khỏe của người chơi mà thôi các thế lực lớn cũng không quá chú ý hiện tại di dời trọng tâm tới đó bởi vì ưu thế tiên thiên có thể tưởng tượng được tốc độ đào tạo cao thủ của bọn họ là nhanh tới mức nào cũng may lần này đã sớm giành lấy trung tâm thể hình bắt đấu có một sân huấn luyện không tồi gần đây nhất định phải để bắt đấu đầu tư thêm một số thiết bị mới nhất thạch phong thầm nghĩ sau đó thạch phong tìm một chỗ chuẩn bị ập lai nghỉ ngơi lúc này người chơi của khu một vội vàng chạy tới vị cao thủ này xin chờ một chút thanh sương xông tới trước mặt thạch phong đầu tiên gấp giọng nói thạch phong nhìn đám người thanh sương Đám người này lúc trước đích xác đã giúp mình rất nhiều, khiến loa dùng ra kỹ năng phân liệt, cho dù hắn mới có cơ hội, bằng không hắn cũng chỉ có thể lấy đi hắc ám chi chương mà thôi, sẽ không thu hoạch được một bản thiết kế ma pháp truyền tống trận và tọa kỵ cấp ám kim. Có chuyện gì vậy? thạch Phong bình thản hỏi. Cao thủ đừng hiểu lầm, tại Hạ Thanh Sương, đội trưởng của tiểu đội một khu 1, lúc trước ta chính mắt thấy cao thủ ngươi một mình kích sát đại lĩnh chủ, ta cũng là tâm sinh ngưỡng mộ, tới chúc mừng thôi. Thanh Sương sợ Thạch Phong hiểu lầm, vội vàng giải thích. Kỳ thật hắn cũng biết đột nhiên lao ra, khẳng định sẽ khiến người ta hiểu lầm, có điều nếu chờ Thạch Phong ập lai, sau này hắn muốn kết bạn với Thạch Phong, chỉ sợ là không có cơ hội. Ngươi tên là Thanh Sương à? Thạch Phong nhìn nguyên tố sư Thanh Sương, không khỏi hiếu kỳ nói. Cái tên Thanh Sương này hắn từng nghe qua rồi. Hơn nữa là như sấm bên tai bởi vì đời trước dưới tay thiên huyễn vạn diệt có một can tướng đắc lực tên là thanh sương cũng là đại ma đạo sư bậc năm nổi danh thực lực không kém thiên huyễn vạn diệt nhất là thanh sương còn có không ít cấm chú bậc bốn và rất nhiều ma pháp hủy diệt cỡ lớn khiến rất nhiều công hội đều phải kiên kỵ chỉ là thanh sương trước mắt có chút khác biệt với thanh sương mà hắn biết thanh sương hắn biết tuyệt đối là lạnh lùng hơn nữa một mực đeo mặt nạ không lộ mặt thật với người khác thanh sương trước mắt lại rất cởi mở trên tính cách hoàn toàn là hai người khác nhau. "Ừm, tại hạ chính là Thanh Sương, chẳng lẽ cao thủ ngươi đã nghe qua tên của ta?" "Vậy đúng là là vinh hạnh của ta." Thanh Sương vừa nghe vậy, phát hiện Thạch Phong hình như đã từng nghe qua tên của hắn, cảm thấy rất mở mày mở mặt. Không biết cao thủ huynh xưng hô thế nào. Tuy bọn họ chỉ cần dùng kỹ năng quan sát xem một chút là biết, có điều xuất phát từ lễ phép, vẫn tự mình hỏi một chút thì tốt hơn. "Dạ Phong" Thạch Phong cũng không giấu giếm. Lần này có thể kích sát đại lĩnh chủ Noa, cũng là nhờ có thanh sương huynh khiến Noa dùng ra kỹ năng phân liệt, nếu không phải Noa cường hành gián đoạn kỹ năng dẫn tới yếu ớt, ta đúng là không có cơ hội kích sát nó. Đâu có, đây cũng là dạ phong huynh lợi hại, nếu không có dạ phong huynh, đoàn đội chúng ta sớm bị giết hết, nếu dạ phong huynh không chê, hay là để ta mời đi uống một chén nhé, bách quả giai nhưỡng của khu một chúng ta chính là nhất tuyệt ở khu này thạch phong nghe thấy bách quả dai nhưỡng cổ họng không khỏi lên xuống thứ này chính là một trong những rượu ngon có tiếng trong thần vực có điều sản lượng là cực ít hơn nữa không biết xuất xứ cho dù hắn cũng chỉ được thưởng thức hai lần không ngờ lại tới từ hắc ám động quật dưới sự mời mọc thịnh tình của thanh sương thạch phong cũng đáp ứng bởi vì hệ thống đổi mới thời gian không đủ chỉ có thể đợi cho sau khi hệ thống đổi mới rồi lại tới rất nhanh thạch phong và thanh sương kết bạn tốt như vậy sau khi hai bên đăng nhập đều có thể lập tức tùy thời liên hệ. Ở trong hắc ám động quật, người chơi không phải không thể sử dụng thông tin để trao đổi, chỉ có người chơi trong khu vực hắc ám động quật này mới có thể trao đổi, mà người chơi ở ngoại giới là không thể trao đổi. Sau khi apply, Thạch Phong cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp gọi Lương Tỉnh tới để nàng lập tức đi mua một số thiết bị huấn luyện mới nhất. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển một số thiết bị huấn luyện có thể giúp người ta nắm giữ lực lượng của bản thân nhanh hơn, chỉ là trước kia những thiết bị máy móc này đối với người chỉ muốn gia tăng lực lượng và tập thể hình mà nói là vô dụng, hơn nữa giá đắt, một cái là mấy trăm vạn điểm tín dụng. Cho nên trong các trung tâm thể hình lớn đều không có. Cho dù trong quán huấn luyện võ thuật cũng đều dùng một số thiết bị huấn luyện loại cũ. Hiện tại, nhân lúc các thế lực lớn tiến vào thần vực vẫn chưa chú ý tới chuyện này, lập tức mua rất nhiều, bằng không sau này muốn mua cũng không dễ dàng giống như hư nghĩ thực cảnh thương hiện tại vậy thạch phong đại sư lượng ngươi muốn mua quá lớn tài chính phải sử dụng rất nhiều đã vượt xa định mức mà ngươi có thể chi phối chuyện này ta phải trình báo lên ban giám đốc chờ ban giám đốc phê duyệt mới được lương tỉnh nhìn thấy thạch phong muốn hơn mười máy huấn luyện loại mới nhất trong lòng cảm thấy rất nghẹn lời những máy huấn luyện mới nhất này đều là máy móc chuyên môn dùng trí não để phụ trợ uống nắng cách phát lực dùng sức ngoài ra không có công năng khác, mà một chiếc như vậy cũng cần 200 vạn điểm tín dụng, giá đắt tới chết người, trên thị trường cơ hồ không có ai mua, hiện tại bảo nàng đi mua hơn 10 cái, quả thực chính là hành vi phá sản. Không cần báo cáo với ban giám đốc, những thứ này đều là cá nhân ta bỏ tiền ra mua, chỉ cần ngươi tìm nhà bán tốt, bàn giá phải chăng là được. Thạch Phong cười cười nói. Khi Lương Tĩnh nghe thấy Thạch Phong là cá nhân mua nhiều máy huấn luyện như vậy, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi há to, sững sờ một hồi lâu nội tình của thạch phong nàng coi như là cũng biết rất rõ tuyệt đối không phải công tử thế gia hào môn chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp nếu không phải có thân thủ của đại sư võ thuật và tiềm lực tương lai vô hạn cũng không có hôm nay hôm nay hiện tại thạch phong đột nhiên lấy ra mấy ngàn vạn mua máy huấn luyện sao có thể không khiến người ta khiếp sợ được rồi đừng ngẩn người ra đó nữa chuyện này phải lập tức làm xong chỉ cần ngươi đi hỏi giá là được nếu giá rẻ ta còn muốn mua nhiều hơn. Thạch Phong phân phó. Nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, Lương Tĩnh cũng triệt để ngỡ ngàng, hoàn toàn không rõ Thạch Phong lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Thậm chí nàng có chút hoài nghi thân phận và tư liệu lúc trước của Thạch Phong đều là giả. Không ngờ mua máy huấn luyện vô dụng nhất có giá 200 vạn như rau cải trắng. Có điều người bỏ tiền là Thạch Phong, nàng cũng chỉ có thể làm theo, lập tức rời khỏi phòng huấn luyện, chạy đi an bài đối với sự khiếp sợ của lương tĩnh thạch phong tất nhiên có thể nhìn ra được có điều hắn cũng sẽ không giải thích là vì sao những máy huấn luyện này hiện tại nhìn thì đắt chết người nhưng đợi cho sự chú ý của các thế lực lớn chuyển dời đến sức nắm giữ của bản thân người chơi những máy huấn luyện mới nhất này là muốn mua cũng không mua được đời trước các thế lực lớn muốn bồi dưỡng cao thủ loại mới nhất này là nhu yếu phẩm tuy hiệu quả không tốt bằng được đại sư võ thuật trực tiếp chỉ đạo nhưng đại sư võ thuật không thể từng thời từng khắc ở bên cạnh chỉ đạo có máy huấn luyện này có thể tùy thời sửa đúng chỉ đạo nếu cộng thêm đại sư võ thuật đó chính là làm ít công to rất nhanh có thể huấn luyện ra một đám cao thủ cho nên giá của máy huấn luyện vốn không được hoan nghênh lập tức tăng vọt hơn nữa yêu cầu của loại máy huấn luyện này đối với trí não rất cao tốc độ chế tác không nhanh một năm cũng không sản xuất ra được bao nhiêu chiếc từ 200 vạn điểm tín dụng một cái tăng tới hơn 300 400 vạn một cái, cho dù là như vậy vẫn rất khó mua được. Hiện tại không mua nhiều một chút, sau này sẽ không có cơ hội. Trong đoạn thời gian này, bởi vì được Phượng Thiên Vũ âm thầm giúp đỡ, cung cấp các loại con đường, chúc hỏa thương hành thông qua bán ra thương phẩm cao cấp, kiếm được rất nhiều, đại đa số người đều dùng điểm tín dụng để thanh toán, dẫu sao kim tệ trong tay ai cũng không nhiều, cho nên điểm tín dụng trên tay Thạch Phong hiện tại rất nhiều lại cộng thêm một số thu nhập linh tinh, trừ đi chi tiêu, điểm tín dụng trong tay cũng có hơn 5.000 vạn. Cái này đối với Thạch Phong trước kia mà nói thì tuyệt đối là một khoản tiền tiết kiệm lớn, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đã không phải như vậy, thậm chí ngay cả ưu út vi tiếu cũng không coi ra gì, bởi vì theo thời gian trôi qua, chút hỏa thương hành không ngừng phát triển. Rất dễ dàng có thể kiếm được điểm tín dụng gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Sau khi trải qua rèn luyện hàng ngày buổi sáng, Thạch Phong lại chỉ đạo bọn hỏa vũ. Nói là chỉ đạo, kỳ thật chính là dạy hư vô chi bộ. Hư vô chi bộ là bộ pháp cao cấp trong thần vực, khác với bộ pháp cao cấp khác, loại bộ pháp này rất tiêu hao tinh thần lực, cho dù Thạch Phong hiện tại cũng không dám sử dụng hư vô chi bộ để chiến đấu quá nhiều. Tuy tiêu hao cực lớn, nhưng lại có thể thông qua đột phá cực hạn tinh thần để gia tăng độ hoạt động của đại não. Đây cũng là phát hiện lớn nhất của Thạch Phong, chỉ có một tiền đề, đó chính là phải có dược tề dinh dưỡng cấp S. Có điều muốn học được hư vô chi bộ là không dễ, cho dù Thạch Phong đến bây giờ cũng mới hoàn toàn nắm giữ, đám người Hỏa Vũ có thể học được hay không, vậy phải xem thiên phú và nỗ lực của bản thân. Đời trước vô số người đều sẽ thông qua video chiến đấu của cao thủ, một mình lần mò học tập các loại bộ pháp thân pháp, còn có kỹ xảo công kích, nhưng người có thể học được là đã ít lại càng ít, về phần có thể học được kỹ xảo cao cấp lại vô cùng hiếm có mà hư vô chi bộ là thông qua các kỹ xảo đặc thù như hô hấp, bộ pháp, thân pháp để hợp nhất. Độ khó là lớn hơn cả kỹ xảo cao cấp bình thường, không học được cũng là rất bình thường. Thạch Phong trong đoạn thời gian này, cũng chỉ có Hỏa Vũ và Tử Yên Lưu Vân là có một chút manh mối, người khác vẫn là vẻ mặt ngỡ ngàng, không biết làm gì. Đối với điều này, Thạch Phong cũng lực bất tòng tâm, không học được thì đành chịu, hơn nữa cho dù không học được cũng không sao, không học được thì có sở trường khác mà hư vô chi bộ là thể tập hợp của kỹ xảo, cho dù không học được, cũng có trợ giúp rất lớn đối với học tập kỹ xảo khác sau này. Nhất là có trợ giúp cực lớn đối với sức nắm giữ của bản thân người chơi. Giống như hỏa vũ và tử yên lưu vân, chỉ là chạm tới một chút manh mối, sự nắm giữ đối với thân thể cũng đề thăng trên diện rộng, chỉ thiếu một chút là có thể bước nửa bước vào cảnh giới nhập vi. Độ hoàn thành kỹ năng lập tức từ 80% đề thăng tới cách 83% chỉ cần bước nửa bước vào cảnh giới nhập vi, có thể đạt tới 85%, đến lúc đó có thể phát huy hiệu quả kỹ năng đến 100%, dựa vào một thân trang bị cực phẩm, lập tức có thể đứng trên đỉnh của tinh nguyệt vương quốc, trở thành đại cao thủ có thể tọa trấn một phương. Ban đêm, thần vực đã update xong, sau khi Thạch Phong uống một lọ dược tề cấp S, trực tiếp nằm vào trong hư nghĩ thực cảnh thương bắt đầu một ngày mới. Đã lâu không cảm nhận được biến hóa trọng lực, thật sự có chút không thích ứng. Thạch Phong hoạt động thân thể một chút, cảm giác khu vực ở vị trí của hắn, trọng lực chắc là cách 1.5 lần trọng lực bình thường. Sau khi thần vực tiến hóa lần thứ ba, khiến hoàn cảnh chiến đấu cũng biến thành hoàn thiện hơn, khu vực khác nhau, không chỉ là nóng lạnh chân thật hơn, ngay cả trọng lực cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa khác nhau, trọng lực của khu vực khác nhau đột nhiên thay đổi, rất dễ khiến người chơi không thích ứng, nhất là ở trong chiến đấu. Vô cùng ảnh hưởng tới phát huy chiến lực. Vốn vũ khí có thể nặng 5kg, bởi vì trọng lực có biến hóa, hoặc nhẹ hoặc nặng, sẽ khiến người chơi trường kỳ quen với trọng lượng này trở nên không thích ứng, sẽ khiến sử dụng kỹ năng cũng xuất hiện lệch lạc, dẫn tới độ hoàn thành giảm xuống trên diện rộng. Sau khi Thạch Phong online, người của khu 1 cũng nhao nhao đăng nhập. Thế này là sao vậy? Sao ta cảm thấy hành động của ta có chút chậm chạp? Một thuẫn chiến sĩ rất nhanh liền phát hiện ra không đúng. Đúng vậy, ngay cả ta vung đại kiếm cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cùng chiến sĩ đồng đội cũng cảm thấy rõ ràng vấn đề của bản thân. So sánh với nghề nghiệp bản giáp, tuy nghề nghiệp khác có chút ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng lớn như nghề nghiệp bản giáp. Đây là trọng lực đã xảy ra thay đổi à? Thanh Sương là cao thủ hàng đầu của khu 1, lập tức tìm được nguyên nhân. Trọng lực đã có thay đổi, chúng ta trước hết đừng tùy tiện di động, sau khi thích ứng rồi rời khỏi nơi này. Mọi người vừa nghe vậy, lập tức hiểu ra, bắt đầu nhao nhao thích ứng với hiện tại hiện tại. Lúc này trong hắc ám động quật vẫn là đêm tối, quái vật giả ngoại đi ra kiếm mồi rất nhiều. Tuy bọn Thạch Phong đã đăng nhập ở địa điểm an toàn, nhưng vẫn bị một đám tinh anh cấp 40 ma quan Sài lan phát hiện, cấp tốc di động trái phải trong rừng cây, nhanh chóng tiếp cận đám người Thạch Phong. Không tốt, có đàn Sài lan tới gần. Du Hiệp có ngũ cảm nhạy bén vội vàng hô lên. Ma quan Sài Lan chính là bá chủ ở khu vực này, bình thường hành động ban đêm đều có 7-80 con, hơn nữa do một con đầu lĩnh và mấy con mấy con dẫn đội. Cho dù là bình thường, bọn họ muốn ứng đối cũng không dễ dàng, vẫn còn tử thương một số, hiện tại nhân số của đoàn đội không đồng đều, lại bị trọng lực ảnh hưởng dẫn tới chiến lực giảm xuống, muốn ứng đối cũng là vấn đề rất lớn. Đều chuẩn bị chiến đấu. Thanh Sương nhướng mày, vội vàng nói. Em ti chỉ cầm chân là được, đừng làm bừa. Lúc này đoàn đội vẫn đang thích ứng với trọng lực, ảnh hưởng của trọng lực đối với nghề nghiệp bản giáp là quá lớn, muốn làm chiến lực thì vẫn có chút khó khăn, chỉ có thể dựa vào nghề nghiệp hệ ma pháp. Vâng. Đoàn đội dưới sự chỉ huy của Thanh Sương, rất nhanh liền bày xong trận thế, chuẩn bị nghiên chiến. Quả nhiên sau khi đoàn đội bày xong trận hình, từng con ma quan xài lan cũng từ trong rừng cây u ám xông ra, túng năm tụng ba nhìn chằm chằm một mục tiêu, mà trong đàn ma quan sài lan này còn có ma trảo sài lan cấp tinh anh đặc thù và hắc ma sài lan cấp đầu lĩnh ma trảo sài lan sinh vật hệ ác ma tinh anh đặc thù cấp 40, điểm sinh mệnh 36 vạn hắc ma sài lan sinh vật hệ ác ma cấp đầu lĩnh cấp 40, điểm sinh mệnh 100 vạn vận khí đúng là không tốt không ngờ có 8 con ma trảo sài lan và hai hắc ma sài lan nữ mục sư tịch liên nhìn sài lan từ dưới ánh trăng sông ra sắc mặt rất không tốt. Chẳng lẽ là hai đàn? Bình thường đàn Sài Lan đều chỉ có một con quái đầu lĩnh, vài ba con tinh anh đặc thù, hiện tại lại nhiều hơn gấp đôi. Tất cả nguyên tố sư dùng tường băng tận lực tách chúng ra, đừng cho chúng cơ hội sử dụng chiến thuật quần lan. Thanh Sương đã không phải lần đầu tiên giao thủ với những Sài Lan này, biết rất rõ mô thức công kích của chúng. Hơn 10 nguyên tố sư nghe thấy chỉ lệnh, đều nhao nhao ngâm sướng chú văn, dùng ra tường băng, để chia tách những sài lan này, cho dù không chia tách được, những sài lan này muốn bao vây một người, cũng sẽ bởi vì tường băng mà bị giảm tốc. Gừ gừ gừ. Hắc ma sài lan hét lớn một tiếng. Lập tức ước chừng hơn 80 con ma quan sài lan đều nhảy lên. Những ma quan sài lan này được hắc ma sài lan chỉ huy, hơn 30 con công kích chính diện, hơn 50 con thì vòng ra hai bên để giáp công. Đáng chết, một vị thuẫn chiến sĩ cấp 29 bị bốn con ma quan xài lan vây công, tuy dùng thuẫn bài liều mạng ngăn cản, nhưng là vì trọng lực thay đổi, khiến động tác của hắn trở nên có chút chậm chạp, không cẩn thận bị cắn ba bốn cái, điểm sinh mệnh lập tức giảm xuống hơn một nửa. Mà cận chiến khác ứng đối cũng có chút cực lực, chỉ có nghề nghiệp hệ ma pháp ở trung tâm là coi như vẫn thoải mái. Những xài lan này rốt cuộc là sao vậy? Chúng là người chơi giả dạng à? Sau khi chiến đấu một đoạn thời gian, rất nhanh mọi người liền phát hiện ra chỗ không đúng. Đám ma quan xài lan này không ngờ là từ trong trận hình của bọn họ xé ra một lỗ hổng nhỏ, ma trảo xài lan cấp tinh anh đặc thù và cấp đầu lĩnh cấp đầu lĩnh đều xông vào trong lỗ hổng, giết tới nghề nghiệp trị liệu. Chỉ thấy hắc ma xài lan giống như một trận cuồng phong, trong giây lát đã chạy đến trước mặt một thần quan, móng sắc đột nhiên vung lên, thần quan này còn chưa kịp sử dụng chân ngôn để ngăn cản, đã bị quét bay, hóa thành một đạo tinh quan tiêu tán. Không đúng, quái vật này này trở nên thông minh rồi, cận chiến lập tức đi cầm chân, chúng ta rút khỏi nơi này. Sắc mặt thanh sương trầm xuống, cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra, những quái vật này đã có biến hóa. Trước kia có người chơi ở phía trước cầm chân, những quái vật này căn bản sẽ không đối phó trị liệu phía sau, hiện tại không ngờ lại biết dùng tiểu đệ để đánh nghi binh, mục tiêu chủ yếu đặt lên trên nghề nghiệp trị liệu, biến hóa như vậy đối với đoàn đội người chơi mà nói chính là trí mạng. Lúc này một con ma quan xài lan tìm đúng khe hở, lập tức đánh tới phía sau Thạch Phong. Ma quan xài lan, sinh vật hệ ác ma, tinh anh, cấp 40, điểm sinh mệnh 14 vạn. Mắt thấy móng sắc sáng như tuyết của ma quan xài lan sắp vồ tới hậu tâm của Thạch Phong, dưới chân Thạch Phong đột nhiên dịch sang trái nửa bước, thân thể nghiêng đi, móng sắc xẹt qua bên cạnh Thạch Phong, thân hình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Thạch Phong. Ma quan xài lan cao bằng người bình thường, toàn thân đen xì, trên đầu mọc sừng nhọn, cho dù người chơi mặc áo giáp cấp huyền thiết, sừng này cũng có thể dễ dàng xuyên thủng, phá phòng ngự của người chơi, là sát thủ trời sinh trong đêm đen. Thạch Phong lập tức rút ra thâm nguyên giả, một chiêu trảm kích bật một chém tới thân sói vừa lướt qua hắn. Ba đạo trăng tròn màu bạc từ trên thân thể của ma quan Sài lan tỏa ra, ma quan Sài lan lập tức phát ra tiếng hét thảm thê lương, nặng nề va vào đại thụ ba người ôm mới xuể, trên đầu bắn ra trừ 3076, trừ 4622, trừ 9254 điểm thương tổn khủng bố. Hệ thống, độ hoàn thành trảm kích 92%, độ thuần thục kỹ năng cộng 4, tạo thành 125% hiệu quả kỹ năng. Chỉ một chiêu, khiến cho ma quan Sài lan tổn thất hơn 12% điểm sinh mệnh. Ừm, 1.5 lần trọng lực, quả nhiên khiến độ hoàn thành giảm xuống không ít. Thạch Phong khẽ nhíu mày, đối với một kiếm vừa rồi, hắn cũng cảm thấy rất không hài lòng. Về phần chuyện những quái vật này trở nên thông minh hơn, Thạch Phong không hề cảm thấy kỳ quái chút nào. Theo sự tiến hóa của thần vực, những quái vật này sẽ càng lúc càng thông minh, hiện tại là đánh lén trị liệu, sau này chính là người chỉ huy. Có điều Thạch Phong không định để những sài Lan này tiếp tục kiêu ngạo. Bộ pháp dưới chân xoay chuyển, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp lao về phía hắc ma sài Lan cấp 40. Bắt giặc trước tiên bắt vua đây cơ hồ là định luật của chiến đấu giả ngoại. Ma quan Sài lan cấp tinh anh giống như binh lính, đều do hắc ma xài lan cấp đầu lĩnh chỉ huy, chỉ cần có thể cấp tốc kích sát hắc ma xài lan, thế công hung mảnh của đàn, tất nhiên sẽ tan rã. Có điều hành động chém đầu cũng là chuyện khó làm được nhất ở chiến đấu giả ngoại. Thân là quái vật thủ lĩnh, trừ là quái vật cường đại nhất ra, độ mẫn cảm đối với nguy hiểm cũng là cao nhất. Khi Thạch Phong đi tới phía sau hắc ma xài lan cấp 40 không xa, hắc ma sài lan lập tức ngừng thế công kích sát người chơi trị liệu xoay người chú ý thấy sự tồn tại của thạch phong nghe răng nhọn trắng ẩn phát ra tiếng gầm gừ giống như đang hạ mệnh lệnh theo tiếng gừ của hắc ma sài lan phát ra hai ma trảo sài lan cấp tinh anh đặc thù ở xung quanh ngay lập tức chắn ở phía sau hắc ma sài lan vung móng vuốt sắc bén lao về phía thạch phong mẹ kiếp con sài lan này thành tinh rồi người chơi cách đó không xa thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm trước kia cũng gặp phải những quái sài lan này hắc ma sài lan cấp đầu lĩnh chỉ hắc ma sài lan sông lên trước nhất xé nát tất cả mọi người hiện tại không ngờ lại biết kêu gọi đến để làm hộ vệ bản thân thì đi tàn sát nghề nghiệp trị liệu hai ma trảo sài lan điểm sinh mệnh chừng 36 vạn chặn đường cho dù là tiểu đội tinh anh ngang cấp cũng khó giải quyết càng đừng nói là cấp bậc của người chơi hiện tại phổ biến thấp hơn những sài lan này nhiều dựa vào trang bị bỏ qua cấp bậc mới có sức đánh một trận dạ phong huynh ta đến giúp ngươi. Lúc này Thanh Sương cũng phát hiện tầm quan trọng của trảm sát hắc ma Sài Lan, dẫn theo hai người trong tiểu đội xông tới. Không, các ngươi cứ đối phó hai ma trảo Sài Lan này, để ta đối phó hắc ma Sài Lan. Thạch Phong lập tức nói. Nếu là bình thường, với thực lực của tiểu đội một khu một, đủ để đối phó một con hắc ma Sài Lan, có điều hiện tại chịu ảnh hưởng của trọng lực, chiến lực ảnh hưởng rất lớn, sợ rằng trong thời gian rất dài không thể giải quyết được một con hắc ma Sài Lan, chẳng thà giải quyết con ma trảo sài Lan này trước. Nhưng đó là hai hắc ma sài Lan. Đội trưởng Thanh Sương hơi lo lắng, có điều nghĩ đến Thạch Phong không ngờ có thể một mình làm thịt một con đại lĩnh chủ, cho dù hiện tại bởi vì ảnh hưởng của trọng lực mà lực giảm xuống, đối phó cầm chân hai hắc ma sài Lan chắc không có vấn đề, lập tức cảm tạ. Vậy phiền Dạ Phong huynh. Sau đó Thanh Sương dẫn hai tiểu đội, phân biệt đối phó hai ma trảo sài lang dưới chân thạch phong bước ra hư vô chi bộ trong nháy mắt liền biến mất ở trong mắt tất cả mọi người ngay cả ma trảo sài lang cấp tinh anh đặc thù cũng không ngoại lệ vẻ mặt ngỡ ngàng xung quanh nhưng có thế nào cũng không thể phát hiện ra bóng dáng của thạch phong đây là kỹ năng gì chẳng lẽ nghề nghiệp kiếm sĩ này còn có thể ẩn thân à nữ mục sư tịch liên kinh ngạc nói không đúng đây không phải kỹ năng kỹ năng ẩn thân đều là chậm rãi biến mất cho dù kỹ năng biến mất cũng phải có một quá trình chắc là kỹ xảo nào đó thanh sương kiến thức rộng rãi rất nhanh liền phát hiện hư vô chi bộ mà thạch phong dùng ra không phải kỹ năng mà là kỹ xảo có điều kỹ xảo này lợi hại quá một số độc hành giả lúc trước ta đã từng gặp cũng chỉ là đề thăng tốc độ công kích và kỹ xảo né tránh loại kỹ xảo loại này biến mất này ta vẫn là lần đầu được thấy nhìn thấy hư vô chi bộ của thạch phong trong lòng trừ khiếp sợ ra thì chính là cảm khái loại kỹ xảo này quả thực chính là giữ mạng giữ mạng bất kể là chạy thoát thân hay là ám sát đều có hiệu quả thần kỳ. Có loại thực lực và kỹ xảo này, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc, đối địch với hắn. Lúc này, Thanh Sương rất cảm thấy may mắn vì mình đã gây dựng được quan hệ với Thạch Phong, không đối địch với hắn, bằng không hậu quả là không thể lường được. Ngay khi Thạch Phong vừa biến mất, hắc ma Sài Lan ở cách đó không xa cũng phát ra tiếng kêu trên thống khổ. Gừ 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 hắc ma sài lan hầm hầm nhìn thạch phong đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt có thêm một tia kiên kỵ cầu cứu một con hắc ma sài lan khác ở cách đó không xa lúc trước thạch phong đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nó một kiếm xuyên thủng làn da giống như sắt thép của nó để lại một vết cắt dài dài lúc này vết cắt còn trào máu sức phòng ngự cũng không cao như hắc ma đại xà có điều tốc độ phản ứng đúng là kinh người không ngờ trong nháy mắt ta giải trừ hư vô chi bộ lập tức làm ra ứng đối Thạch Phong nhìn kỹ vết cắt trên người Hắc Ma Sài Lan, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy vết cắt trên người Hắc Ma Sài Lan dài, nhưng không sâu, không ảnh hưởng nhiều tới sức hành động của Hắc Ma Sài Lan. Sau khi thần vực mở ra lần tiến hóa thứ ba, không chỉ xuất hiện hệ thống biến hóa trọng lực, ngay cả hệ thống chiến đấu của quái vật cũng có một số thay đổi, biến thành chân thật hơn. Cái này cũng coi như là nhược hóa đối với quái vật. Trước kia cho dù quái vật bị chém thương, cũng chỉ là giảm một số điểm sinh mệnh, công kích nhược điểm trí mạng cũng chỉ tạo thành một chút thương tổn, mà hành động lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng sau lần tiến hóa thứ ba của thần vực, một số thương tổn mà quái vật phải chịu sẽ làm ảnh hưởng tới sức hành động và lực công kích của quái vật. đương nhiên người chơi cũng vậy. Có điều người chơi có trị liệu có thể cấp tốc khôi phục những vết thương này, khiến điểm sinh mệnh bảo trì trạng thái đầy. Đây chính là chiếm tiện nghi rất lớn. Hai hắc ma sài lan tụ lại với nhau đảo quanh bên cạnh Thạch Phong, muốn tìm nhược điểm của Thạch Phong, dán cho Thạch Phong một kích trí mạng. Với sức công kích và kỹ năng thương tổn siêu cao của quái vật thủ lĩnh cấp 40, ngay cả MT cùng cấp bậc cũng có thể miễu sát, càng đừng nói là Thạch Phong mới có cấp 33, mà Hắc Ma Sài Lan chính là loại quái đầu lĩnh, không giống như Hắc Ma Đại Xà sử dụng độc mạnh để tiêu hao, mà là dùng xứng sắc trên đầu xé xác tất cả kẻ địch. Cho dù là trang bị cấp bí ngân cũng sẽ bị xuyên thủng, đang bị cấp tinh kim thì lưu lại dấu vết khó có thể xóa đi. Lúc này toàn bộ người chơi của khu 1 đều chú ý tới nhất cử nhất động của Thạch Phong và Hắc Ma Sài Lan. Bởi vì trận chiến đấu này sẽ quyết định sinh tử của hai bên. Gừ. Theo một tiếng gầm vang lên, hai Hắc Ma Sài Lan đồng thời phát động phát động, sừng sắc nhọn đen xì trên đầu cũng theo đó tụ tập rất nhiều phong nguyên tố, lập tức biến thành một bảo loại nhỏ, lao thẳng tới Thạch Phong. Không tốt, mau tránh ra. Thanh Sương gấp giọng nhắc nhở. Mắt bảo loại nhỏ này không tầm thường, chỉ cần bị mắt bảo loại nhỏ này đập trúng, không người chơi nào có thể sống sót. Có điều Thạch Phong lại không né tránh, khóe miệng nhếch lên, mở ra long chi lực. Ập lai nghỉ ngơi 10 tiếng, trạng thái yếu ớt và tất cả kỹ năng của hắn đều suy đi xong rồi, bằng không hắn cũng phải mở ra không gian di động để né tránh. Sau khi long chi lực mở ra, lực lượng của Thạch Phong tăng gấp bội, không né tránh dùng ra diễm lôi bạo với hắc ma sài lan đang xông ra. Hệ thống, độ hoàn thành của diễm lôi bạo 91%, độ thuần thục kỹ năng cộng 4, tạo thành 120% hiệu quả kỹ năng. Tuy độ hoàn thành giảm bớt không ít, có điều 120% hiệu quả vẫn rất kinh người. Phạm vi bao phủ của diễm lôi bạo bậc 1 là chừng 10m, lập tức biến thành 12m, sau khi lôi hỏa tiếp xúc với hai hắc ma sài lan, hai hắc ma sài lan lập tức bị giảm tốc độ, biến thành 1 phần 7, Thạch Phong rất dễ dàng né tránh hai mắt bảo loại nhỏ. Ước chừng bị giảm tốc 7-8 giây, hai hắc ma Sài lan chỉ có thể gặp phải sự chà đạp của Thạch Phong. Thời gian 7-8 giây, điểm sinh mệnh của gai hắc ma Sài lan cũng giảm xuống khoảng 10%, mắt thấy giảm tốc sắp giải trừ, Thạch Phong vung thâm biên giả, xuất hiện một phân thân, phân thân dùng ra kiếm nhận giải phóng lại một chiêu diễm lôi bạo, trong nháy mắt điểm sinh mệnh của hai hắc ma Sài lan giảm xuống hơn một vạn, còn là bị giảm tốc. Có công kích của phân thân, công kích chỉnh thể của thạch phong tăng lên gần gấp đôi hơn nửa bản tôn đối phó một con phân thân đối phó một con rất thoải mái phong lôi thiểm liệt địa trảm thiên luân tuần hoàng kiếm viêm linh phong bạo hỏa diễm bạo liệt kỹ năng bùng nổ siêu cấp hỏa diễm bạo liệt này mỗi một kiếm đều có hơn hai vạn thương tổn phân thân cũng có hơn một vạn bạo kích lại càng dữ dội trong nháy mắt lấy đi gần một phần hai điểm sinh mệnh của một con hắc ma sài lan. Không đến 20 giây, một con hắc ma sài lan ngã xuống đất, con hắc ma sài lan còn lại cũng trọng thương, trên người khắp nơi đều là vết thương, nhất là xương trắng ở tứ chi cũng lòi ra, hành động trên diện rộng trên diện rộng, cho dù phân thân không công kích, thạch phong dựa vào long chi lực có thời gian duy trì chừng phút. Rất nhẹ nhàng làm thịt con hắc ma sài lan cuối cùng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.